làm mai cho tôi hả? Vậy chẳng hay người ấy là tướng tá như thế nào? Mà chẳng hay là Thu có biết người đó không? Tướng tá được, mà cô biết luôn á. Là anh Năm Toản. Chào Năm Toản á. Cái gì vậy ông nội? Tự nhiên đâu dính líu Năm Toản vậy ở đây? Nhưng mà người tôi thích không phải là Năm Toản. Tôi và Năm Toản không có cái gì hết. Bây giờ vậy bây giờ thích ai thì tôi nói tôi mặn ai chứ có gì đâu mà. Đừng mần như vậy, nổi da gà. À, dù tôi biết tôi có chút nhan sắc trời cho thiệt, nhưng không dễ dãi. Anh làm gì vậy? Thì tôi nói rồi. Thí dụ như là đã hỏi là Thu thích người như thế nào, Thu nói rồi, mập ốm không thành vấn đề, miễn là người đó luôn luôn ở trong lòng Thu á, là một hình ảnh đẹp. Thôi, tới đây thôi nha, giữ mức độ chân này thôi, đừng tiến tới bước nào nữa hết. Thu phải hiểu cho sao. Sao không bao giờ lấy Thu đâu nghe, không bao giờ, có đẹp cũng không bao giờ. Trời đất ơi, cha già giống như BD vậy đó. Chính xác, BD đây, BD cưới vợ để trả nợ gia tiên đây. Vô duyên à, bực bội.